Chào tất cả các con, cô rất vui vì hôm nay lại được gặp các con và đồng hành cùng các con ở trong môn học tiếng Việt bài thực hành nha. Và các con ơi, đến với bài học ngày hôm nay của chúng ta, các con hãy mở vở bài tập tiếng Việt ra. Trang số 19, trang số 20 và trang số 21. Đây là ba trang chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thành trong bài tập ngày hôm nay đấy các con. Và bây giờ cô và các con sẽ cùng tìm hiểu bài tập đầu tiên nha. À các bạn ơi, ở bài tập đầu tiên của chúng ta yêu cầu các con điền vào chỗ chấm chữ B hoặc chữ F. Ở đây có ba bức hình. À các con hãy quan sát và các con hãy điền chữ B hoặc F sao cho phù hợp với nội dung của từng hình nha. Và bây giờ cô sẽ làm mẫu cho các con ở hình đầu tiên nha. Các con quan sát hình đầu tiên là gì nào? À, đó chính là chiếc đàn piano đấy các con ạ. À. Và cô sẽ thiếu âm nào ở trước âm Y vậy các con? À đúng rồi, đó chính là âm P. Và tương tự, hai hình còn lại, các con hãy thử quan sát và đoán xem đó là gì. Sau đó các con hãy phân tích và điền âm P hoặc F sao cho phù hợp nha. À các con ơi, vậy là cô vừa hướng dẫn các con xong cách làm ở bài tập số 1 rồi đấy. Sau đây các con hãy cùng tìm hiểu bài tập số 2 nào. Ở bài tập số 2 này, cũng tương tự bài tập số 1, nhiệm vụ của các con đó chính là chọn chữ S hoặc chữ S điền vào chỗ chấm sao cho phù hợp. Các con hãy quan sát các hình ở dưới đây. À, hình đầu tiên là đồng xu. Hình thứ hai, đây chính là trái su su các con ơi. Và hình thứ ba, đây là con chim gì? À, nó chính là con chim sẻ đấy. Các con hãy chú ý cách phát âm của mình và điền chữ S hoặc chữ S sao cho thật là chính xác nha. Và bây giờ xin mời các con hãy cùng làm việc và đọc to kết quả của mình cho bố mẹ của mình nghe nào. À, vậy là cô đã hướng dẫn các con xong luôn bài tập số 2 rồi. Cô có lời khen ngợi các con. Và tiếp theo, cô và các con sẽ cùng nhau giải trí bằng bài tập sau đây. Ở bài tập này, yêu cầu các con tô màu một trong hai tranh sau. Đọc các chữ có trong tranh đã tô. Nghĩa là các con sẽ chọn một trong hai bức tranh dưới đây và các con sẽ tô màu một trong những bức tranh mà mình đã chọn. Sau đó các con sẽ đọc to các chữ có trong những chú dê hoặc các chữ có trong những chú thỏ ở bức tranh các con đã chọn nha. Và bây giờ các con hãy chọn một bức tranh của mà mình thích và cùng đọc to các chữ đó, tô màu cho thật đẹp nào. Và các con à, các con đã được tô màu rồi, cũng được đọc to các chữ các con đã học. Và tiếp theo đây, cô và các con sẽ cùng tìm hiểu bài đọc sau. Các con cùng lắng nghe bài đọc của cô nào. Bé đi sợ thú. Nghỉ lễ, ba đưa cả nhà đi sợ thú. Sợ thú có hổ, ngựa, sư tử, kỳ đa, hà mã. Chị mê hổ, kỳ đà, bé mê ngựa và sư tử. Vậy là cô vừa đọc mẫu cho các con nghe xong rồi. Sau đây xin mời các con cùng đọc lại cho bố mẹ của mình cùng nghe. À các con ơi, các con đã đọc xong bài đọc ngày hôm nay rồi đúng không nào? Vậy các con có biết bài đọc ngày hôm nay có mấy câu không? À, các con ơi, bài học ngày hôm nay của các con có tất cả là 4 câu. Các làm sao để chúng ta biết được có bao nhiêu câu nhỉ? Đó chính là các con hãy đếm dấu chấm nha các con. Bấy nhiêu dấu chấm, tức là bấy nhiêu câu. Cô và các con cùng đếm xem nha. 1 2 3 4. À, bài đọc này của chúng ta có 4 câu. Sau đây cô và các con sẽ cùng tìm hiểu các câu nha. Các con ơi, câu số 1 của chúng ta đó chính là từ nghỉ lễ cho đến sở thú.
Câu số 2, từ sở thú cho đến hà mã. Câu số 3, từ chị mê cho đến kỳ đà. Và câu số 4, đó là phần còn lại đấy các con, từ bé mê cho đến sư tử. Bây giờ các con hãy đọc thầm cho cô câu đầu tiên và cho cô biết nghỉ lễ ba đưa cả nhà đi đâu. Các con có biết không? Nghỉ lễ ba đưa cả nhà đi sở thú đấy. Vậy các con hãy đọc thầm câu số 2 và cho cô biết ở sở thú có những con vật gì? À đúng rồi các con, ở sở thú có rất nhiều con vật. Có cả hổ, ngựa, sư tử, kỳ đa và hà mã đấy. Vậy thì cô đố các con, chị mê những con vật gì? Các con hãy đọc thầm câu số 3 để trả lời câu hỏi của cô đi. À, chị mê hổ và kỳ đà đấy con. Vậy thì bé mê con gì nhỉ? Các con hãy đọc thầm câu cuối cùng xem nào. Các con có biết không? Bé mê ngựa và sư tử đấy. Vậy là cô và các con vừa tìm hiểu xong nội dung bài đọc ngày hôm nay rồi. Và bài tập tiếp theo, các con hãy vận dụng nội dung bài chúng ta vừa tìm hiểu để các con nối tiếng, các từ ở cột bên tay trái với nội dung của cột bên tay phải sao cho phù hợp với nội dung của bài đọc trên nha. Các con lưu ý khi các con nối, các con cần sử dụng thước và bút chì nói cho thật cẩn thận và thật chính xác. Sau khi các con làm bài xong, các con thấy ở bài tập cuối cùng có dấu ba chấm không nào? Bài tập này hỏi các con rằng nghỉ lễ ba, ba như thế nào? Ba làm gì? À, các con hãy đọc thầm câu đầu tiên và hãy viết câu trả lời vào chỗ ba chấm dưới này cho cô nha. Và sau cùng, các con hãy đánh giá phần bài làm của con ở các mức độ nhìn ngôi sao ở phía dưới sao cho phù hợp với phần làm bài của con. Và bài tập của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô xin chào tạm biệt các con. Hẹn gặp lại các con ở các tiết học sau nha.